người phụ nữ này, người mẹ này đã nhiều lần lầm lỗi, đã mù quáng đi giữa dòng đời. Nhưng khi được giáo dục, cảm hóa, chị đã phần nào hiểu rằng cuộc đời đi tù không phải là hết. Bởi chỉ cần bỏ dấu huyền đi là các chị đã có được một chữ tu, tu nhân dưỡng đức. Bên các chị giờ đã có thêm cơ hội học tập, sự hiểu biết, trí tuệ và những tình cảm thiêng liêng của hai chữ mẹ con. Một con người họ thực sự thay đổi chỉ khi họ muốn. Trước hết họ là phải đã có những cái mầm mống của sự tốt đẹp đấy rồi. Người ta đã đón nhận và người ta hướng thiện thật sự. Cái khó nhất đó là họ ấy không có người dẫn dắt ấy. Họ không có những cái, giống như mình nói ban đầu, đó là một cái đức tin đúng đắn để họ có thể nương theo. Chị ấy có cái sự nhận thức là vì sao phải cố gắng. Sau khi được rèn giũa một thời gian bằng cái bản án, bằng cái sự trả giá, cái việc pháp luật ấy, thì tôi nghĩ mỗi một phạm nhân ra ngoài xã hội thì người ta cũng rèn giũa được một cái gì đó. Có người có thể rèn giũa được cái tính cách kiên trì, có người rèn giũa được cái tính cách kỷ luật, và cũng có người lại thêm được rất nhiều cái. Sắp được về rồi, muốn làm gì đầu tiên chị? Cháu mà được về xã hội thì về trước tiên là gặp các con, sau rồi cháu về quê thắp hương cho bố mẹ cháu. Cố gắng làm sao mà sau khi chị ra chấp hành xong cái bản án này thì ra, chúng tôi không mong các chị là tiếp tục vi phạm pháp luật, trở về với xã hội làm một con người lương thiện. Cô thế mày về trước chị à? Vâng, em về trước chị, em có 2 năm rưỡi mà. Em về trước chị có 3 tháng thôi á. Vâng, tham tiền một tí đấy chị ạ, trả cái giá. Đấy, trả giá quá đắt. Trả giá 2 năm rưỡi ạ. Thôi về này chị em mình bảo nhau nhá. Ừ. Cố gắng không làm cái gì vi phạm pháp luật nữa. Ừ. Đấy, vì một phút mà... Bản thân cán bộ quản giáo thì rất là vui khi mà giáo dục một phạm nhân, người ta nhận thức được rõ tội lỗi của mình. Người ta có cái hướng các chị chấp hành tốt tất cả các nội quy cơ sở giam giữ. Chỉ nói với tôi một câu là tôi muốn cố gắng để được trở về với gia đình, với con cái. Đối với chị ấy thì tôi nghĩ là về các con, cái tâm niệm của một người mẹ mà lúc nào cũng vì con. Cho nên là đấy là cái để kéo chị ấy lại trong cái việc mà chị chấp hành. Người phụ nữ ấy liệu có thực sự trở về được hay không? Điều ấy phụ thuộc vào chính bản thân chị. Chỉ mong rằng những người phụ nữ, những người mẹ, dẫu có vì mưu sinh, hãy cố gắng chọn cho mình một cách mưu sinh đúng pháp luật. Bởi cái giá cho việc mắc vào 4 chữ tội phạm ma túy là quá đắt. Cho dù thời gian có làm lành vết thương, nhưng nó mãi là một vết sẹo mà lỗi lầm của người mẹ phải đánh đổi bằng chính tổn thương trên những đứa trẻ, không gì bù đắp nổi.